Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Và mình là NBH đây. Ở video này mình sẽ review cho các bạn về một em bé bá chủ mới đã update tại phiên bản này luôn. Mới kinh khủng luôn, và kiểu kiếm em nó lại giá cực kỳ rẻ và rất là dễ kiếm anh em nhé. Hôm nay mình phải nhìn thấy nhà người người đều có em nó rồi. Và chính là em đang chạy sau đít mình đây, anh em nhìn thấy không? Đó, nhìn thấy cái chân của nó kìa. Trời ơi, nặng nề chưa? Nhấc mãi mới được cái chân lên, cái đuôi thì ngoe nguẩy, ui béo quá anh em ạ. Đó, mập ú rồi. Đó, thì đó chính là em bóp độc bá chủ các bạn nhá. Em này này, đổi này, giá khá là ok luôn các bạn ơi. 2000 mảnh thường là các bạn có thể đổi đủ mảnh. Đó, để tiến hóa con bóp độc lên bóp bá chủ rồi. Wow. Không, những bạn nào chơi server cũ ấy thì họ kiểu gì chả có mảnh thường nhiều, tích mảnh thường nhiều. Vị chi là gần như con bóp này ấy, hình dạng bá chủ này ấy, cái giá để sở hữu nó quá là rẻ luôn anh em ơi. Và ngoài ra các con bá chủ khác giá cũng giảm xuống rồi này, như kiểu là Black White dây kèm với đó là Zin Gate này, bây giờ tầm 25.000 kim cương là các bạn cũng có thể sở hữu cho mình mỗi một em bá chủ các bạn nhá. Wow, hồi trước là cứ một con là 1 triệu thì phải, giờ giá giảm xuống khá là ok đấy. Rồi, và bây giờ mình sẽ các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu qua về bộ hệ thống kỹ năng của em boss bá chủ này nhá. Đấy, nhìn hai cái chân kìa, cái đít thì ngoe ngoe ngoẩy luôn. Trời ơi, nặng quá, mập quá. Đây chính là hình dạng của em nó đây anh em ơi. Wow, xung quanh người này nó thay đổi một cách gọi là rõ rệt nhất so với hình dạng boss độc mà bình thường. Đó chính là có vầng hào quang xoay quanh em ơi. Đó, năng lượng cháy này, nhìn vào cái miệng em nó kìa, như kiểu là hố đen của vũ trụ ấy, không nhìn thấy đáy đâu ấy. Mọi thứ rơi vào đấy sẽ đều bị quên láng và bị hủy diệt hay sao ấy. Nhìn khá là ghê gớm đây. Và tổng điểm vấn lẻ của em nó lên cực kỳ cao khi tiến hóa lên bá chủ anh em ơi, rơi vào khoảng 1132 này. Đó, so sánh với mấy con bá chủ khác xem nào. Uầy, nhìn hàng đầu kìa, bá chủ tự dưng có con Ivetho ở giữa chứ mẹ. Ivetho về sau mà có hình thành bá chủ đấy nhỉ, thì thành nguyên team đầu trên đều là bá chủ luôn, rất là ghê. Đây, em dây rơi vào khoảng có 1022 điểm thôi, em này thì gần 1000 điểm. Trời ơi, con boss độc điểm ấy của nó cao thế nhỉ. Cái tổng điểm lên này, rồi xem qua nó thêm về cái gì. Nhìn cái dòng HP của nó kìa anh em ơi. Wow, mắc cao luôn, lên tận là 315 điểm mắc ở cái dòng đột phá HP. Và các dòng phòng thủ khác cũng rơi khoảng 183. Em nó mới có đột phá là hơn 300 điểm vào, mà tổng máu trước khi vào trận là khoảng 1.3 triệu rồi. Nếu mà em nó mà đột phá cái dòng đấy lên tầm 1000 điểm và HP thì ui trời ơi, lại bảo tại sao không trâu. Xem qua về các thứ khác, các thứ khác thì cũng không có gì để thay đổi anh em nhá. Đó, em này này, nếu các bạn chơi em nó muốn trâu hơn này, các bạn mở thêm cái duyên 5 ra này, các bạn nhìn thấy không, tỷ lệ HP cộng 12% nữa nhá, thì lại còn ôi, bảo sao những cái video ở bên nước ngoài ấy, bên Trung Quốc ấy, nhiều bạn thấy là em này solo cả em Hopa ấy, Hopa ngang được chiến dồn đam mà không chết được em nó ấy, bởi vì máu nó trâu thế này cơ mà. Đây, uầy, bao nhiêu thứ để cho em nó tăng giới hạn máu lên luôn, quá kinh khủng. Tính cách là trừ crit cộng speed là ok rồi anh em nhé. Các bạn có thể tham khảo qua tính cách này và dùng luôn bộ Pro 1 và Pro 2 như thế này cũng khá là ổn rồi. Đấy, Pro 1 và Pro 2 này anh em có thể tham khảo qua. Một cái Pro là tăng 30% Death và AGM và không bị bạo kích, và một cái là tạo một cái lớp khiêng ảo ấy, dựa trên 25% B của thân, rất là thơm thịt luôn, tránh khả năng bị dồn đam ngay từ đầu anh em ơi. Và chắc chắn thôi, bộ đeo cho em nó thì mặc bộ trụ thần các bạn nhá, để tăng khả năng chống chịu kèm đó khả năng né. Và khi máu dưới 30% thì sẽ nhận được hiệu quả thần bí, không chịu bất kỳ hiệu quả khống chế nào. Wow, trời ơi, nhìn thôi là thấy đã rồi em ạ. Đây, đạo cụ này, đồ ăn từ 2 sao thì có miễn bàn luôn rồi. Mỗi một hiệp này hồi 10% bên nhất, kèm với đó là có tỷ lệ tăng thêm Death và AGM cho bản thân nữa cơ. Xem qua về các thứ nào. Skill bị truyền, con này mãi là chưa mở 12 ô skill truyền lên đấy. Nó mà mở 12 ô skill bị truyền lên này, ép thêm mấy cái khả năng gọi là chuyển hóa sát thương HP bản thân nữa vào ấy, và thêm mấy cái bí truyền gọi là phòng ngự vào ấy, thì em này gần như là bất tử đấy các bạn ạ. Ngang được chiến với nhau nhá, ngang được chiến với nhau. Rồi, để biết xem bất tử hay không thì lát vào trận đấu chúng ta sẽ rõ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến về phần chính và phần quan trọng, đó chính là hệ thống kỹ năng các bạn nhá. Đây, đầu tiên là kỹ năng bị động này. Đó, mỗi lần bị kẻ địch tấn công này, giảm 8% speed và trúng của kẻ địch, kéo dài 3 hiệp,
cộng dồn một tầng hiệu quả axit và khiến kẻ địch trúng độc mỗi hiệp mất 6% bền nhất kéo dài trong vòng 5 hiệp khi chiến đấu. Đấy, đây mới chính là cái bắt đầu thay đổi lên dạng bá chủ này. Em nó có mặt, hiệu quả axit của tất cả kẻ địch không thể bị xóa các bạn nhé. Không thể bị xóa, trừ khi là em nó chết đi chăng nữa. Đó, muốn xóa được hiệu quả axit thì phải bước qua xác của em nó anh em ạ. Vì bản thân này, ok, bây giờ là không, để kỹ năng bị động. Tiếp tới đến kỹ năng đây, tạo thương đam không dục tính này. Nếu trên người mục tiêu có hiệu quả axit này, tạo thêm sát thương dựa trên 20% HP của bản thân em nó nhá. Dựa theo phần trăm HP của bản thân em boss này này, có nghĩa là bản thân em nó máu càng trâu ấy, thì đối phương mất máu càng nhiều các bạn nhá. Rồi, và thế là nếu mục tiêu đã có 3 tầng axit này, tạo sát thương bằng 200% HP lớn nhất hiện tại của mục tiêu, là kỹ năng này là chắc chắn chết mục tiêu đấy. Đó, Q này có thể để chúng bét đang bay lặn hoan đất nhá. Trời ơi, bay bằng trời, phạm vi ân thể uy skill là 100. Wow, wow, đọc khoai kỹ năng mà cảm thấy nó bá bá rồi ấy. Bá sao ấy, anh em ơi, đúng với cái tên bá chủ. Lại còn là bếp bá chủ mới được update nữa cơ. Ui, tiếp tới này, đến kỹ năng này là tạo sát thương hệ độc đam này, giảm 8% speed và chúng kéo dài trong 3 hiệp, cộng dồn một tầng hiệu quả acid khiến mục tiêu chúng độc này mỗi hiệp mất 6% bền nhất. Đó, được cộng dài trong vòng 5 hiệp và phạm vi quần thể, cái này không thay đổi quá nhiều gì cả. Tiếp tới đến kỹ năng hệ ác đam đây, cũng là giảm speed và chúng này. Auto giảm speed vật chúng thôi anh em ạ. Mặc thêm bộ trụ thần thì bản thân mình tăng né, đối phương thì bị giảm chúng. Wow, cộng dồn một tầng hiệu quả acid khiến mục tiêu trúng độc. Kỹ năng nào cũng khiến mục tiêu trúng độc luôn anh em ạ. Đối phương đánh mình cũng bị trúng độc, mà không đánh mình để mình đánh cũng bị trúng độc. Mất 6% bền nhất kéo dài trong 5 hiệp, phạm vi ân thể skill là 90. Và cái chiêu cuối là cộng cho quần thể một lớp hậu thuẫn. Hậu thuẫn này dựa trên 45% bền nhất của bản thân em nó các bạn nhá, phạm vi quần thể uy lực skill là 0. Rồi, tiếp tới đến về phần tuyệt kỹ Z thì chúng ta có những cái thay đổi như quan trọng như thế nào đây. Z Shadow này, tạ thương hệ đam không thuộc tính lên người mục tiêu này, tạ thêm sát thương dựa trên 20% bền nhất của bản thân em nó này. Nếu đã cộng dồn 3 tầng này thì đối phương skill này có thể đánh trúng bét đang bay lại khoan đất. Cái này thì không có gì thay đổi á. Xem nào đây này, anh em xem qua này. Nó có một cái là chờ skin 2 hiệp, thì cái này là không phải chờ anh em ạ. Có nghĩa các bạn có thể là dùng kỹ năng này xong này, rồi sau bạn đó chuyển qua tuyệt kỹ Z, các bạn xài luôn kỹ năng này nữa. Nó chỉ thay đổi thế thôi. Có nghĩa là em nó có thể, nếu mà đội tem bạn ấy có 3 con dính hiệu quả acid vào người ấy, thì em nó có thể sấp đam liên tiếp được 2 con một lúc các bạn nhá. Đó, không biết phải không, lát vào trận đấu chúng ta sẽ rõ hơn các bạn nhá. Chứ các thuộc tính thì mình thấy cũng không có gì thay đổi nhiều, bởi vì kỹ năng này nó cũng đã quá bá rồi, one hit đối phương mà. Tiếp tới đến kỹ năng này, tạ thương hệ độc này, giảm 8% speed của chúng này, cộng dồn một tầng acid này, khiến mục tiêu chúng độc mỗi hiệp mất 6% bền nhất, không kéo dài trong vòng 5 hiệp, phạm vi quần thể yêu skill là 50. Wow, cái này không có gì thay đổi anh em ạ. Wow, chả có gì thay đổi cả. Nên tuyệt kỹ Z thành ra nó thừa kỹ năng này ghê nhỉ. Đảm chúng cộng dồn một tầng khiến cả địch mỗi hiệp mất. Đúng rồi, cái này nó không có gì thay đổi anh em ạ. Kỹ năng tiếp theo, Crut, tạ thương ác đam này. Và nó có gì khác biệt không nhỉ? Đây, nếu mục tiêu có hiệu quả acid sẽ khiến mục tiêu bị choáng. Nếu không có thì tạo sát thương dựa trên 20% B lớn nhất của bản thân em nó này. Và cộng dồn một tầng hiệu quả acid khiến mục tiêu trúng độc này. Đó chính là sự thay đổi so với kỹ năng này thôi. Đó, ok. Thế nhưng mà mình vẫn thấy kỹ năng này sao lại không có sự thay đổi nhỉ? Độc đam giảm tốc speed này, cộng dồn một tầng này, mục tiêu mỗi hiệp mất máu này. Độc đam giảm beat kéo dài 3 hiệp, cộng dồn một tầng. Đúng là cái kỹ năng này không thay đổi trợ gì cả. Thôi đến kỹ chiêu cuối xem. Cộng cho quần thể một hậu thuẫn này. Hậu thuẫn này dựa trên 45% HP lớn nhất, xóa trạng thái bất lợi và hồi. Ui, đã hút cái máu ảo rồi, cái khiêng ảo rồi, giờ còn được hồi máu cơ. Và hồi 40% HP lớn nhất cho bet đồng đội của HP có HP thấp nhất cận nhá. Phạm vi quần thể được skill được không? Chứ không phải là của HP thấp nhất đâu. Cái đó cho đồng đội có HP thấp nhất trong team. Hồi 40% này thì nó chỉ là cho một bet đồng đội chúng ta thôi anh em ơi. Chứ nhưng mà nếu em nó đi một mình ấy thì chắc chắn rồi, tự bản thân em nó sẽ được hưởng khả năng hồi máu cận nhá. Vừa được máu ảo, vừa được khả năng hồi máu, trên cả tuyệt vời đấy.
Và đó là qua về toàn bộ hệ thống kỹ năng của em bot bá chủ nhá. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau test nào. Riêng cái em này thì sẽ dùng viện trợ Zegigigas nữa anh em ạ. Mắc trâu luôn. Đó. Đó, chiến thôi. Tầm em này hơn 5 triệu chiến thì mình phải đánh với team tầm hơn chục anh em ạ. Đó, đây rồi. Cái team tầm 12 củ chiến này nghe có vẻ là khá là ok đấy. Xem tem bạn là tem gì đây. Rồi. Bản thân em nó đi một mình thì cái khả năng hồi máu đến từ thuật kỹ Z thì một mình em nó hưởng ngận nhá. Còn các bạn ghép với team ấy thì nó sẽ gọi là lấy con nào HP thấp nhất thì nó sẽ hồi thôi. Hồi cho một đứa thôi anh em ơi. Trước mắt đầu tiên cứ phải phá mấy cái hồn hộ vệ đã. Mà ghép quá nhở. Nó có cái kìa. Đó, có vịt bầu, bút, cái bút khiêng phản mọi hiệu ứng khống chế. Đấy anh em thấy không? Thấy ra nó không tích được cái dấu độc. Thôi, cứ từ từ anh em ơi. Đợi con vịt bầu hết khiêng xem. Cho nó biết thế nào là mang bầu luôn. Rồi, con sức cứ đánh mình đi. Đau đấy. Bắt đầu có hiện tượng là thôn thốn rồi. Đấy, mình bị phản cái độc này. Khổ thân. Không sao, không sao. Rồi, còn bên tiếp tục con Asus 2 dấu độc rồi các bạn nhá. Từ từ anh em ơi, chỉ cần 3 dấu thôi là con Asus kia hẹo ngay với mình. Mà nó mặc bộ hộ ô kìa. Cũng được. Ui dồi ôi, 2 dấu rồi, cố lên ạ. Ui dồi ôi, sắp chết rồi anh em ơi. Ê, sắp đi rồi. Ui dồi, khả năng hồi phục kìa, hồi máu kìa, đã của anh em. Quá kinh luôn. Đó, tiếp tục lên dấu, 3 dấu độc rồi. Ngon ngay. 4 dấu luôn này, quả này các bạn nhá. Mình sẽ dùng một kỹ năng này, chắc chắn chết đối phương luôn này. Đó, một bộ hô đã ra đi cận nhá. Cái dấu độc vẫn còn đúng không anh em? Đó, giờ mình sẽ xài luôn sang tuyệt kỹ Z. Đấy. Đó, xem nào, đi không? Có đi hay không? Đi luôn anh em ơi. Kể cả có cái lá chắn phản đòn của vịt bầu chăng nữa thì cũng không thể cứu nó. Em nó sống nổi anh em ạ. Wow. Giờ đây này, bây giờ mình sẽ dùng này. Đây, đánh hộ cái. Bây giờ mình lại có cả viện trợ Zegigigas nữa anh em ơi. Đây. Đó, đánh nữa đi. Đánh chưa? Chán chưa? Đánh chán chưa? Hỏi một câu là bạn đánh chán mình chưa thôi. Ôi ôi, thế châu này làm sao mà chịu nổi đây. Đây, vịt mang bầu của này cũng hẹo rồi anh em ơi. Lên bảng chỉ số. Wow. Tiếp tục, còn một mình con Zorat này thì sống sao đây. Bắn à. Đây, đây cho bắn nữa đi. Đấy, cho nó bắn tiếp anh em ạ. Đó, mình không thèm dùng kỹ năng dồn sát thương nó chết luôn. Cho nó đập. Đập đi. Trời ơi, đút máu kìa, thôi mình xin. Đó, vậy là vị chi ấy, nó vẫn tiến hóa lên bà chủ. Nó khắc chế đi cái yếu điểm của em boss độc này. Có nghĩa là cái kỹ năng dồn sát thương chắc chắn chết đấy. Là các bạn đợi mãi nó mới hồi một lần. Còn bây giờ các bạn dùng đan sen giữa kỹ năng thường và tuyệt kỹ Z thì các bạn có thể là dồn một phát hai mục tiêu chết liên tiếp luôn. Căng phết đấy, hai lần liên tiếp ấy là các bạn có thể dồn được. Ngon đấy, tiếp tục nhá. Mà vừa nãy đánh với vịt bầu xong thì mình nghĩ là phiên bản này cũng có vịt bầu bá chủ anh em ạ. Không biết là sức mạnh của vịt bầu bá chủ nó sẽ ra sao nhỉ. Wow, tiếp tục nào, với đội hình nào đây? Đây, đội hình tem bay này. Quật với đội hình tem bay đấy nhá. Giờ chúng ta sẽ đến với tuyệt kỹ Z thứ hai. Vừa nãy mình dùng tuyệt kỹ Z dồn one hit rồi. Giờ sẽ dùng sang tuyệt kỹ Z khác để xem nó có cái gì nó khác khác bọt bọt không. Rồi, ôi đây. Một chú ăn đủ. Ăn đủ. Rồi, tiếp tục anh em ạ. Đủ đánh mình kìa. Càng đánh nhiều thôi. Và hiệu quả độc này không thể xóa anh em nhá. Taurus dạng thú này cũng không thể xóa được hiệu quả độc này luôn. Trời ơi, sống bằng răng mochi dưa luôn. Đó, đợi đã, đợi mấy con kia nó xuống đã rồi mình xài tiếp anh em ạ. Trời ơi, tem bay này, tem bay này. Nhìn nó đánh mình kìa. Ai chà chà, có bắt đầu hiện tượng hơi hơi thốn thốn chút rồi anh em ạ. Hơi hơi thốn chút. Trời, nhưng mà khả năng hồi máu kìa. Và khi bộ trụ thần của mình kích hoạt lên 9 dòng rồi, tăng khả năng né lên anh em nhá. Đó, đối phương thì giảm tốc, giảm trúng, mình thì cứ tăng né lên dần thôi. Nhưng mà chết rồi, sắp hẹo rồi. Có cái ui, nó hồi máu vãi. Một phát lại cứ đầy cả cây một thứ kia thì sống sao đây. Rồi, từ từ anh em ơi. Thì cứ cho chúng nó đánh đi. Giờ mình sẽ chuyển sang dùng tuyệt kỹ Z nhá. Cái kỹ năng này, đó. Thả, cái kỹ năng mà mình thấy nó không có gì thay đổi đấy. Đó, mê lên tuyệt kỹ Z mà có cái kỹ năng nó giữ nguyên nhỉ. Không thay đổi gì đến từ cái kỹ năng đó cả. Giờ bị trụ thần của mình tích lên tầm 10 dấu rồi. Tem bạn đánh đi. Đánh nữa đi. Trời ơi, như kiểu là không mất máu rồi anh em ạ. Tốc tem bạn thì cao đấy. Thậm chí cao hơn cả mình luôn. Tem bay mà. Ôi, nhưng mà ôi khi con Zekaza nó cắn cái nhẹ cũng chết dở đấy. Ui, vẫn bị hỗn loạn này.
chưa kích được khả năng đến từ bộ chuột thần anh em ơi. Đây, thôi mình búp máu ảo này. Ui, không búp được rồi, búp không búp được gia bảo lên rồi. Kể cả không búp được thì làm sao mà chết được. Đấy, đối phương đây, ăn mỗi con là có một số tầng độc nhất định rồi anh em ơi. Để cho mình đánh một cái coi. Đừng đập, đừng nóng băng nữa được. Rồi, mình cho em Zekoza đi trước anh em nhá. Đó, làm nhẹ cái bộ hộ ô đã. Đó, chỉ cần đối phương có đủ dấu axit, các bạn dồn cái kỹ năng đó là chắc chắn sẽ chết mục tiêu. Không cần biết quan tâm đối phương bao nhiêu máu, thủ bao nhiêu. Rồi, 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 rồi. À, ây ôi, summoner rồi. Rồi, không sao. Tiếp tục anh em ạ. À, búp máu ảo lên đã. Ngon ngay, giờ đánh đi. Nhưng mà cái búp đấy mà gặp ra con da bá chủ thì cũng khá là bất lợi các bạn nhá. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, đối phương mà dùng những kỹ năng búp mà không phải tấn công ấy, ăn cái dấu ấy, con da bá chủ nó cũng đánh theo phần trăm máu thì cũng thốn phết đấy. Rồi, tiếp theo đến em nào đi đây. À, xem nào, kỹ năng này có thể đánh trúng bếp đang bay các bạn nhá. Có nghĩa là con Taurus tem bạn này, đó, đang bay đúng không? Này thì rụng cánh, bay cũng chết. Wow. Giờ thì sao? Hết khả năng khống chế rồi thì làm ăn được trò chống cái gì nữa đây? Q. Đấy, giảm speed đối phương xuống luôn. Không có ăn Taurus nữa. Giờ thì xóa hộ. Này, ăn độc đủ đi. Con Lugia kia chưa ăn. Ôi, được cái lớp khi hậu thuẫn nhiều phết đấy. Con Lugia kìa. Anh em ạ, cứ đánh mình thôi. Rồi, lại một chú đi. Rất là nhẹ nhàng anh em ơi. Đơn giản. Mấy con này thì tiền về quá tuyệt vời luôn. Rồi, đánh nữa đi. 3 dấu, 4 dấu rồi. À, nó bay lên trời anh em ạ. Này thì bay hộ cái, bay hộ cái. Ôi, bay nhưng mà, ui, không chết được kìa. Ui, vị trí tính ra cái lớp khiêng ảo của em Zegigigat nó búp cho em Lugia này cũng rất là nhiều anh em nhờ. Gọi dồn phát đấy mà không chết luôn. Và khả năng hồi máu của con này cũng kinh đấy. Nó dã quả hồi cả gần đầy cây kìa. Này thì lần này sống hộ cái. Ồ, qua cửa tử một lần thôi. Chứ làm sao mà qua mãi được. Mà không biết là ở phiên bản Việt Nam có những bộ phim kinh dị solo giữa Hoba và Embot này không nhỉ? Bởi vì bản nước ngoài ấy, thì đa số họ build về HP ấy. Đó, nên khả năng chống chịu khá là cao. Còn về bản Việt Nam thì họ build full dam luôn. Không biết là Embot bá chủ này có chịu được sát thương đến từ Hoba hay không ấy. Chứ mà bị dồn sấp lờ ngay từ những turn đầu tiên thì cũng chết dở. À, trận này chúng ta sẽ đến với những tem cao hơn là chiến nha. 13 triệu, uầy gặp ui. Cặp qua với Kurem á, ui gặp qua với Kurem bá chủ mình thấy nó dã chắc là sấp mặt lờ đấy. Vào thử trải nghiệm phát xem nhá. À, để xem là một mình em bot bá chủ với cặp solo quai của Kurem bá chủ nó như thế nào. Lực chiến thì chắc là bên kia mỗi một con cũng rơi vào khoảng tầm ui chỉ số hơn cao hơn hoàn toàn kìa. Rơi vào khoảng tầm 4 triệu lực chiến anh em ạ. Mỗi một con tem bạn tính ra trung bình cũng rơi khoảng tầm đấy, hơn 1 triệu một tí. Ui thôi. Thôi, nhìn thấy nó thế là chết dở rồi. Và đặc biệt là cặp qua với Kulem bá chủ là có khả năng đóng băng kẻ địch mà. Ngẫu nhiên mà có một mình em bắt độc đi solo làm sao lại gặp bá chủ mới được. Nó đóng băng đến chết. Rồi, sai lầm bước đấy, quên. Thế thì em này solo không được. Phải đi với team cơ. Bởi vì nội tại của qua với Kulem bá chủ thì như anh em đã biết rồi đấy. Đóng băng ngẫu nhiên một bét phe địch. Mà ủi hai con đấy nó đóng băng một mình con bot của mình thì sống sao. À, chiến thử cặp ngoài với Kulem thường nhá. Xem ra sao. Em này về phần đột phá hiện tại cũng chưa có nhiều anh em ạ, nên chỉ số cũng hơi thâm thấp tí. Nhưng mà để mà một khi đột phá nó lên tiền lên hương rồi ấy, thì mọi thứ sẽ khác bọt. Rồi đó, đấy trận này mình nghe có vẻ là khấm khá hơn anh em ạ. Trận này ui từ cũng khá khó thở đấy, cũng khá khó thở. Rồi cứ đọc đấy. Ui ôi bị đóng băng nữa chứ. Ui nó bắn kìa, đau thế. Ui, đừng chết. Trời ơi. Nói chung là các bạn thấy đấy. Về bản Việt Nam mà, anh em tàn chơi ra kiểu full dam. Thành ra là em nó bị sốc dam đột tử chết nhanh quá. Em nào, anh em sẽ ghép mà team đi để cho em này đi nó dễ thở hơn chút. Chứ đi kiểu này em nó hẹo chuối sớm quá. Ghép với vịt bầu vậy. Ghép đánh tiếp với cái team đây, team qua và kêu em vừa nãy phát nhá. Để xem trận này chúng ta có win được không. Đấy, hai con bet luôn. Vịt bầu mang đi hỗ trợ cho em bot bá chủ chúng ta được khả năng hồi phục này. Kèm đó khả năng hồi máu này. Mình nghĩ là có thể là khá là ok đấy.
Ôi ôi, nhưng mà vịt bầu sắp đi rồi. Hiện tượng đi rất cao anh em ơi. À, không sao, cứ từ từ đã, tích được mấy cái tầng độc lên cho đối phương đã. Rồi, vịt bầu bây giờ này, bút nộ phát, ngon ngay. Bot của chúng ta có đủ nộ rồi. Đó, mà khi bot nó đủ nộ ấy thì nó tạo trước cuối một cái lớp khiêng. Đó, bù lại cho vịt bầu cũng khá ổn. Mẹ, chưa kịp bù lại sắp hẹo rồi. Giờ mình sẽ dùng sang tuyệt ký Z cái chiêu này nhá. Đó, nó có khả năng hồi máu này. Và xem nào, dùng như nào. Đấy, vừa hồi máu luôn vừa tạo khiêng ảo anh em ơi. Bảo sao không trâu, trâu làm trâu lớn. Giờ xem nào, con nào còn giấu là mình sửa luôn đây này. Tầm con này này, có dấu rồi này. Một bộ hộ ô đã ra đi. Ui, con kêu ghê này, sao đóng băng chuẩn thế nhở? Auto đóng băng luôn. Rồi các bạn nhìn cái lớp máu ảo này. Tem bạn giã từ nãy giờ chưa hết được cái lớp máu ảo đấy luôn ấy. Là kinh khủng. Ôi chết rồi. Có cái gì đó nó sai rồi. Ui, tí chết tôi. Sai rồi, búp tiếp. Rồi, xem tránh đi được không anh em nhá. Đó, khó thở lúc ban đầu thôi, nhưng mà về sau nghe cũng vẻ là khá khó thở rồi. Tem bạn nó đập đau quá. Ôi, giờ phải xử lý con nào đấy. Đây rồi. Xử lý luôn được con Kyogre, cho con Kyogre nhập viện luôn đã. Ôi ôi, một phát đi luôn. Rồi, cố lên. Búp, thả viện trợ ra cái. Lại châu bò ngay. Giờ sao? Đây, giờ nào? Solo đi. Đấy, các bạn không? Giờ bắt đầu có hiện tượng châu bò rồi anh em ạ. Lại búp máu ảo tiếp. Này, mình cứ để đây nhá, mình thử xem gắn chịu sát thương nhá, chứ mình không dồn tem bạn vội. Đó, huy hiệu cũng không thể xóa luôn. Ai, mình để cho tem bạn dồn sát thương vào mình luôn này. Bây giờ xem là ai mới là người mất máu, không thèm dùng kỹ năng sốc nam chết luôn. À, xài luôn. Coi như mình chưa nói gì, Ai à, chứ lượng sát thương nó gây ra cũng đau quá. Ôi, 800.000 đam, bảo sao nó không đau anh em ơi. Nó lượng đam cao như thế kia mà. Thấy nó bắn quái lạ sao đau thế nhở. Hóa ra lượng đam của nó thế kia. Bảo sao. Đây, giờ thì đánh nữa đi. Ui, thốn phết anh em ạ. Không nên khinh kẻ địch. Nó không may nó dồn phát crit lên cái thì cũng là sắp mặt đấy. Không sao. Đây, đây này thì chú nhập viện ngay. Ngon lành canh đào liền anh em ạ. Rồi, qua khỏi cái thời gian ban đầu ấy, cái thời gian lúc đầu khá là khó thở. Nhưng một khi là bộ kỹ năng đã được hoàn thiện cái thì mọi thứ đều được giải quyết cả anh em ơi. À, giờ sẽ đến với cũng tem nào đây? Cặp qua bác cứ lên bà chủ á. Thử luôn này. Lần này có vịt bầu búp cái phản cái hiệu ứng bút xấu, chắc là có thể ăn được đấy. Chứ để solo một mình nó đóng băng cho SML luôn. Nhưng mà không biết có tơn được không ấy. Sợ cặp qua bác cứ lên bà thủ nó thổi đi luôn nên. Sợ mỗi cái điều đấy. Rồi, vịt bầu bút lên. Rồi, bút cái này lên là ngon rồi. Nhưng mà chắc em vịt này cũng sẽ ra đi thôi anh em ơi. Khó sống. Ui, ngon. Né được phát này nữa đi. Ôi ôi, chết con. Thôi, chuyển sang dùng tuyệt kỹ Z kỹ năng này gấp anh em ơi. Đó, vừa hồi máu vừa tạo khiêng ảo gấp. Không là đi đấy. Trời ơi, nó bắn đấy. Ngon ngay. Giờ đánh đi. À, tốc cao đấy. Rồi, xem con nào có nhiều dấu đây. Ờ, con nào có nhiều dấu. Ui ôi, con nào có bộ hộ ô anh em ạ. Thôi xử con Black trước anh em ơi. Xem con nào lắm đam hơn mình xử trước nhá. Con này 500.000. Con này cũng vậy, cũng không chênh lệch nhau nhiều. Xử một chuối đã. Rồi, làm nhẹ bộ hộ ô. Ui ôi, né vài cái đi. Giờ chỉ mong né thôi anh em ơi. Ui ui. Rồi, lại búp lên tiếp. Đánh hộ cái. Rồi, hình như mình mất cái ấy rồi anh em ơi. Mất cái ấy rồi, chết rồi, mình đi rồi. Mình mất cái là chắn phản đòn rồi. Nhưng mà không sao, hiện tại là mình cũng kích hoạt được khả năng hiệu quả thần bí đến từ bộ trụ thần rồi anh em ơi. Các bạn nhìn thấy cái trừ miễn gì không, miễn không? Đấy đấy, miễn đấy. Đó, đối phương cũng không thể đóng băng được mình anh em nhá. Rồi, lại tiếp, búp tiếp. Trời ơi, ngon nghẻ canh đào liền. Đấy, mặc bộ trụ thần chỉ đợi thế thôi. Kích được hiệu quả thần bí lên cái là ok liền. Giờ thì đây, làm nhẹ con Black Golem bá chủ đã. Rồi xong, giờ chuẩn bị đến mặt cổ con White Golem bá chủ thôi anh em. Đấy, tầm con này thì này, đánh ngộ cái. Hành mình đầu trận á, giờ thì hành nữa đi. Cho thêm tiền này. Trời ơi, né. Rồi đây, làm nhẹ
làm nhẹ cái bộ hộ ô thôi anh em ơi. Em nó sắp đẹo rồi. Ôi ôi rồi mình cũng vẫn khả năng đau đớn đấy. Không sao. Đây, lại có máu ảo liên tiếp, khiêng ảo, khiêng hộ thuẫn, dùng thêm viện trợ nữa cơ. Đây, có viện trợ xe gigat nữa này, lại tăng thêm khả năng trâu bò anh em nhá. Mắc nhây luôn ấy. Trời út rồi ôi. Đây, giờ này thì đi không? Đi ngay, còn con kiêu ghê này. Con kiêu ghê này, mình phải xử lý em nó thôi. Để nó từ nãy giờ loay quẩy mãi rồi. Đó, từ từ sắp hồi rồi. Đấy, nốt tuần này này, đến nốt sau của mình là hồi thì phải. Rồi, cháu xin. Đó, cân kèo anh em. Trời ơi, đã. Rồi, ngon. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ tìm xem có bạn nào để đánh được không. Ồ, gặp, à, mà nhìn thấy con điên ke cái là mình thấy có biến rồi anh em ơi. Em này gặp điên ke thì đúng là sắp mà lờ. Bởi vì có gây lên được hiệu ứng lên người con điên ke đâu, mà còn bị phản nữa chứ. Điên ke có skill yêu, nó đập em boss bá chủ chúng ta rất là thối luôn, nhân 4 mà. Nhưng mà em boss bá chủ này nó có một kỹ năng là nếu đối phương không bị hiệu quả acid ấy thì sẽ bị tấn công dựa trên phần trăm máu ấy. Để mình xem nào, mình xài xem em yên ke có bị dính không nhá. Nhưng mà mình nghĩ là không có cơ hội được xài rồi. Rồi, mình sẽ là người ra đi. Tôi xài luôn cái chiêu cuối ngay này gấp anh em ơi. Đây này, kỹ năng này thì nó sẽ đây. Nếu đối phương bị hiệu quả acid này thì sẽ gây choáng này. Nếu không sẽ tạo sát thương trên 20% bền nhất cận nhá. Nhưng mà nó tuyệt kỹ Z chỉ xài được một lần mà. Thôi, búp máu ảo lên gấp đã anh em ạ. Hồi máu gấp, không nó hấp mình chết. Rồi xong, chuẩn bị lại chúng ta lại có nộ tiếp này. Vịt bầu búp tăng nộ tiếp, lại máu ảo tiếp. Cái team này mắc lầy luôn anh em ơi. Ghép thêm với con Usid nhá, hoặc là Mesbit vào cái team này này. Đó. Trời ơi, thì miễn bàn luôn anh em ơi. Đúng rồi, ghép với Mesbit anh em ạ. Đó, các bạn ghép chơi em bot bà chủ này, em vịt bầu này, thêm với đó là con Mesbit nữa. Nó hỗ trợ gọi là nộ liên tục mà không cần quan tâm ấy đến là nộ mình đầy hay không đầy. Trời ơi, cứ máu cứ khiêng cứ thế mà dã thôi. Làm nhẹ bộ hộ ô đã. Rồi từ từ đã anh em ơi. Ê, có con Asus đấy nha, nhìn nó bị ấy cứ nhỉ. Nó lag quá. Trận nào có gặp con Asus thì ít rằng trận đấy là lag, đặc biệt Asus đấy nha. Rồi xong, đi rồi, chắc đi rồi. Đó, ôi tốc ban em bạn cao quá. Thôi, sấp mặt rồi. Đấy, con này gặp em Yen Ke thì cũng là sấp mà lờ đấy anh em ạ. Khá là khó, và đặc biệt gặp team hệ thép thì cũng là đứt đừng đấy. Hệ thép là đang đánh vô hiệu mà. Rồi ok, vậy ở video này mình đã review qua và test qua cho bạn về em boss bá chủ với lượt chiến rơi khoảng là 5 triệu nhá, cho anh em tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.